Chào các bạn, Hoàng vừa mới bán cho một bạn tên là Phạm Ngọc Hải Đăng. Đó, cái bạn Phạm Ngọc Hải Đăng này ở quận 7 vừa mới qua mua ủng hộ Hoàng một cây đàn, đó là cái cây CLP 545 mà màu WA. Đấy, màu WH là màu trắng, còn WA thì nó hơi màu ngà đó. Nhưng cái màu này lên vào không gian rất là đẹp đấy các bạn. Có người thì thích trắng tinh, còn có người thì thích trắng ngà như vậy. Đó, thấy chưa? Màu cây này rất là đẹp. Cây này là cây Yamaha CLP 545 ha. Bây giờ trước khi đi giao á, thì Hoàng cũng test cho các bạn nghe qua cái tiếng. Bởi vì hôm nay Hoàng làm clip giao đàn, tuy nhiên là Hoàng sau khoảng độ 15 phút nữa thôi là Hoàng lại phải đi một chuyến ở Củ Chi để giao cái cây CLP 675 cho một cái anh chị khác. Thành ra cái này nó mới phát sinh nên là Hoàng không có kịp trở tay, nên là Hoàng không có làm cái clip để giao trực tiếp cái cây này được. Thành ra Hoàng chỉ có làm tại cửa hàng để test cho các bạn, cũng như là để cho các bạn để làm kỷ niệm ha, kỷ niệm đi cho nó hay. Đương nhiên cây này là 545 là hay rồi, là hàng thuộc dạng cao cấp rồi. Nếu mà cây này mua mới là khoảng 55 triệu ha các bạn ha. Mua cũ thì là khoảng 20 mấy triệu thôi. Vừa túi tiền, đẹp, tiếng hay, chất lượng tốt, bảo hành thì yên tâm rồi. Mà đàn mới bảo hành có 1 năm, mà đàn cũ bảo hành 2 năm. Ngon rồi. Rồi thử một bài gì đó đi ha. Tiếng khá là tốt ha, loa nó cũng lớn lắm. Con đường màu xanh, bài Hoàng rất là thích. Cây này rất là hay ha các bạn ha. Thành ra là đây là một cái lựa chọn rất là khá trong cái phạm vi từ 25 đến 30 triệu. 25 đến 30 triệu nếu mà mình mua đàn mới thì mình chỉ mua được một cây IDP bình thường thôi. Cái chắc là cây IDP là bây giờ là IDP 165 á, thì nó cũng khoảng độ 28 triệu rồi. đó, 28 triệu thì IDP 165 thì 28 triệu so với cây này. Nếu mà giá mới 55 triệu thì cây này đánh hay hơn nhiều.